Vâng, xin chào các bác nhé. Thì ngày hôm nay em phối ghép một cái bộ dàn karaoke có thể nói là tuyệt vời hay, với một phần khúc giá dưới 10 triệu. Thì một bộ dàn này em phối ghép cho các bác, đây là một đôi loa Auroking dòng loa cỏ xoài. Hiện tại với model này, hiện tại bây giờ đang là những model hay nhất của hàng Auroking dòng loa karaoke các bác nhé. Đấy, phối ghép đó là cùng một con đẩy Daily HR400, đẩy R400 chạy mạch class D, và một con vàng lật xùn. Thì tổng bộ dàn này em đã tính mọi người, đôi loa này hiện tại bên em đang bán với giá là 3.500.000 đồng. Con đẩy này hiện tại với giá là 6 triệu, xin lỗi, đôi loa là 3.500.000 đồng và con đẩy là 2.600.000 đồng, và con vàng này với giá là 1.700.000 đồng. Thì đây là một bộ dàn em khẳng định các bác luôn, là một bộ dàn chắc chắn sẽ làm cho mọi người cực kỳ hài lòng luôn. Nó rất là tuyệt vời, nó rất là hay, và cứ nói là thực sự nó đồng Auroking quả xoài ạ. Thì đây là cái model mà khẳng định các bác là nó là làm tên tuổi và nó là hay nhất trong cái dòng Auroking, dòng loa mà karaoke, dòng loa 5. Thì đây là cái model bắt 25 mà có thể nói là huyền thoại luôn, rất là tuyệt vời. Nó có thể sánh ngang với dòng loa BK hoặc là một số dòng loa như Maygo, hoặc là chúng ta sẽ thấy ở trên thị trường thì những model này hiện tại thực sự bên em đang rất là hot. Và nó sẽ có hai model, một là một model Auroking thường, thì hiện tại cửa hàng em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Và đối với dòng loa Auroking có xoay này thì hiện tại cửa hàng em đang bán với giá là 3.500.000 đồng các bác nhé. 3.500.000 đồng cho một đôi loa này. Và hiện tại bây giờ em sẽ test cho mọi người nghe thử chất mic trước và hát thử một đoạn cho các bác cùng nghe. Rất tiếc là thực sự là bác như này, hôm nay ở miền Bắc đã trở lạnh rồi, và em cái bệnh viêm họng của em nó bắt đầu phát và rất là khó để hát luôn. Thì em mặc dù em sẽ cố gắng để mà thể hiện cho mọi người một chút về chất âm của cái bộ dàn này, các bác cùng nghe thử cho như thế nào các bác nhé. Đầu tiên em sẽ thử chất mic trước. Một hai, các bác thấy là cái tiếng mic nó ra quá đẹp đúng không? Tiếng xì, tiếng dày của tiếng mic cực kỳ rõ ràng. Vì loa này là loa ba đường tiếng, loa ba đường tiếng, nó là hai chung hai tép, cho nên nó ra nó hỗ trợ lời rất là tốt, tuyệt vời hay luôn. Bây giờ em sẽ thử hát một đoạn. À, hôm nay thì hát là đầu tiên hát nhạc của Đan Trường, thì cái bài này chắc chắn là nếu bài nào mà bác, cái bài hát này mà bác nào mà biết ấy, thì chắc cũng đã tầm khoảng là ngoài 30 rồi, có vẻ ngoài 30 tuổi được các bác. Đấy, đôi loa bài hát này cũng khá là huyền thoại, cái thời mà em còn nhỏ lắm thì đã là khá là huyền thoại. Mặc dù là mình chưa hát thử lần nào, nhưng mà hôm nay tự nhiên lại thấy hồi tưởng lại một chút và em sẽ hát thử các bác nha. Okay. Đi về phía xa của Đan Trường. Các bác nghe nhé. Trong trong thế tôi về, ô cuộc tình lẻ loi, biết em về đâu mùa này, hỡi em về đâu mùa đông. Bởi thơ xưa anh biết cho em chỉ còn nỗi buồn phiền, bởi thơ xưa anh biết cho em chỉ còn nỗi một chuyện, đi tìm một tình xưa. Lá thư về đâu sao xa, hỡi em về đâu mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi, với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về tới đây. Tìm đâu nơi bước chân em về nơi này, dòng sông cũ vẫn chưa cô đơn anh về nơi đây. Và em đã bước đi không quay quay về, mình anh vẫn xa bao năm đi về nơi xa. Oh,
trong bóng đêm tối về. Cuộc tình lẻ loi biết em về đâu mùa, thấy em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi buồn. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm giá băng buồn trường đi tìm một lẻ loi, lá thu về đâu xào xạc, hỡi em về đâu mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Ngoài em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây tìm đâu thấy chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn chưa có đón anh về nơi đây, và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh vẫn giá bao bao năm đi về nơi xa. Hẹn của các bạn thực sự không ăn lỗi, các bạn thông cảm một chút là nó nghẹt mũi quá, hay là chút này nó nghẹt mũi không hát được. Thực sự đây là một cái bộ gần thôi, thực sự là các bác thông cảm. Em khẳng định các bác là nó hát rất là nhẹ, nhưng rất tiếc là ngày hôm nay là nó vừa nghẹt mũi mà nó lại vừa đau họng, không hát nổi. Và em cũng gần để gần, thực sự là em ngồi quá sát lò luôn, và lượng khá lớn này là nó sẽ hơi có bộ dính hơi phè phè một chút, vì nó không thể cắt hú hết hoàn toàn 100%, vì là em chưa cắt kỹ. Đây thì đối bộ dàn là thực sự nếu bác nào mà thích thì liên hệ với em, với những bộ dàn chắc chắn là dưới tầm khoảng 10 triệu thôi sẽ làm cho mọi người hài lòng. Khi em đã phối ghép hoàn chỉnh cái bộ dàn này thì chắc chắn sẽ làm cho các bác phê, nó là từ phê, hát nhẹ nhàng rõ ràng từng câu từng chữ, nó rất là tuyệt vời và nó vừa phải các bác nha. Với đôi loa Auraking thì thực sự nó là một đôi loa mà đã làm tiền tuổi rồi, nó rất là tuyệt vời và giá nó cũng chỉ tập đâu đó cũng trên 3 triệu một chút, thì khẳng định các bác là đây là một bộ dàn hợp lý và nó rất tuyệt vời. Nếu bác nào muốn biết về nội thất bên trong đôi loa gõ xoay này thì các bác sẽ lên mạng là gõ là Auraking gõ xoay, nó sẽ ra video bên em các bác nhá. Thì cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại. Thực sự là em ngồi em hát mà từ nãy giờ phải chụp người gọi, cứ nhiều nhiều này là nó không bị nhiễu sóng nữa, nên là em xin thiết là dừng livestream ở đây video đây để em nghe cái cuộc điện thoại này các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại ạ.